Chương 3 liên kết hóa học nhé. Nhớ rằng chương chính của mình vẫn là cái chương 1 và chương 2 nhé. Thi đại học nếu có thì sẽ là chương 1, chương 2 nhiều. Còn chương 3 ấy, đặc biệt là cái phần mà viết cấu tạo của công thức hóa học này, viết công thức liên kết, biểu diễn liên kết này thì chưa thấy thi bao giờ cả. Người ta chỉ hỏi là hai chất này có liên kết gì, liên kết ion, liên kết cộng hóa trị hay liên kết cho nhận. Người ta hỏi mỗi thế thôi. Kể cả các phần orbital mình đã giảm tải rồi. Vì orbital giảm tải nên sẽ không có dạng bài tập như này. Và khi ta đưa tờ tài liệu này vào đây thì để dành cho cả những ai ví dụ như Hiếu học chuyên khoa học tự nhiên thì nó sẽ phải làm dạng như này. Còn như Hà thì trên lớp chắc nó cắt. Đấy, để sự lai hóa orbital. Nên ta chỉ nắm cơ bản thôi. Còn chương 4 của mình là ô xóa khử thì đây là chương chính luôn. Đến thi đại học lớp 11 rồi lớp 12 thì đều vẫn phải dùng ô xóa khử. Đấy. Một này, liên kết ion và liên kết cộng hóa trị. Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tố tạo thành phân tử hay tinh thể đúng không? Gạch chân đi. Sự liên kết là sự kết hợp giữa các nguyên tố. Liên kết hóa học là sự kết hợp giữa các nguyên tố để tạo thành một cái gì bền vững hơn. Đấy chính là một trong các quy tắc nguyên tắc của cái quy tắc bát tử. Thế là tạo thành 8e lớp ngoài cùng. Mà những chất nào có 8e lớp ngoài cùng thì có cấu hình của khí hiếm, chính là nguyên cấu hình bền vững. Các nguyên tử của các nguyên tố có khuynh hướng liên kết với nguyên tử khác để đạt được cấu hình E bền vững. Gạch chân từ cấu hình E bền vững đi. Cấu hình E bền vững. Chủ yếu là 8e, vì ta có duy nhất thằng heli là 2e đúng không? He24. Đó. Nhưng mà để ra heli thì có mỗi hiro thôi. Hiro là một mà thì liên kết hai hiro liên kết với nhau để tạo thành hai không? Thì chỉ có mỗi hiro là ra được hai, còn đâu tất cả các chất khác thì đều có xu hướng liên kết để tạo ra 8e ở lớp ngoài cùng. Và cứ thằng nào có 2 hoặc 8e thì là bền vững. Đấy là khái niệm về liên kết. Có rất nhiều loại liên kết, em sẽ học rất nhiều loại, ví dụ liên kết ion, liên kết cộng hóa trị, liên kết cho nhận, liên kết hiro, vân vân. Đấy, nhưng chủ yếu của mình sẽ là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị. Và những học sinh giỏi hoặc là các lớp chuyên chọn đội tuyển thì học rất nhiều về liên kết cho nhận. Còn liên kết hiđro thì lên lớp 11 và 12 ta mới động đến ở trong phần hữu cơ. Đấy. Liên kết ion là sự liên kết hình thành do lực hút tĩnh điện. Đấy nhá, cả chân từ lực hút tĩnh điện. Giữa các ion mang điện trái dấu này. Như vậy, liên kết ion em chỉ cần nhớ cơ bản này, nó là giữa kim loại và phi kim. Vì kim loại là mang điện tích dương, ion dương mà phi kim là ion âm thì hai ion trái dấu mới hút nhau đúng không? Như vậy viết dưới ngay chữ lực hút tĩnh điện ấy, kim loại cộng phi kim. Đấy là dấu hiệu nhận biết liên kết ion luôn. Sự hình thành liên kết ion này, nguyên tử kim loại nhường E hóa trị thành ion dương, nguyên tử phi kim nhận E thành ion âm vân vân và hút nhau thì vừa bảo rồi đúng không? Vì liên kết ion là liên kết giữa kim loại và phi kim. Cách viết sơ đồ liên kết của nó này, em nhìn ngay sang mục D. Bởi lát nữa sẽ có bài bắt viết sơ đồ phản ứng liên kết mà. Sơ đồ hình thành liên kết là natri thì là nhóm 1A đúng không? Nó có xu hướng cho đi 1E để trở thành gì? Cấu hình bền vững của gì? Của neon là ô số 10 đúng không? Như vậy là natri có xu hướng cho đi 1E. Clo là nhóm 7 thì có xu hướng nhận 1E để đạt được cấu hình của 8E bền vững đúng chưa? Thế thì natri sẽ cho clo 1, nhưng ở đây lại là có hai nguyên tử clo Cl2 mà. Nên phải là khi em cân bằng phản ứng ý, phải là hai nguyên tử natri cộng clo tạo ra hai NaCl đúng không? Thế một natri cho một E thì hai nguyên tử natri phải cho 2E. Và cái mũi tên thể hiện là natri cho clo. Được chưa? Đấy là sơ đồ. Còn việc tạo thành liên kết thì là gì? Natri trừ 1E tạo ra ion dương này, clo nhận 1E tạo thành ion âm. Sửa lại nhé. Clo cộng 1E để tạo thành ion âm. Như vậy là ta có ion dương kết hợp ion âm tạo ra NaCl. Ok chưa? Đấy. Điều kiện hình thành này, mục C, điều kiện hình thành. Các nguyên tố có tính chất khác hẳn nhau, tóm lại là kim loại phi kim. Hiệu độ âm điện lớn bằng 1,7. Các hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao dẫn điện khi tan trong nước hoặc nóng chảy. Trong cả ba nguyên tắc này thì em dùng cái quy tắc kim loại cộng phi kim là đủ.
Còn chính thống thì phải dựa vào hiệu độ âm điện lớn bằng 1,7. Em viết bên cạnh hiệu độ âm điện là delta lớn hơn bằng 1,7. Thì vấn đề là hiệu độ âm điện là gì? Tao ở chương 2 bảng tuần hoàn ấy, hiệu độ âm điện đại lượng đặc trưng cho khả năng gì? Hút e của gì? Của nguyên tố đúng không? Nguyên tố càng mạnh, phi tính phi kim càng mạnh ấy, thì độ âm điện càng lớn. Nhưng có một điều là bọn em chẳng thuộc độ âm điện, mà thực ra là chẳng ai thuộc. Đúng không? Ta chẳng biết clo bao nhiêu, oxy bao nhiêu mà, vì bọn em có học cái đấy đâu. Em cùng lắm chỉ thuộc M lớn thôi. Còn trong bảng tuần hoàn thì fluor có độ âm điện mạnh nhất vì nó là phi kim mạnh nhất, người ta quy ước độ âm điện của nó là 4. Oxy là 3,2 chẳng hạn. Đấy. Hiđro là 2,1 ví dụ thế. Nhưng mà khi ta thuộc độ âm điện đấy rồi xong ta phải lấy hai cái đấy trừ cho nhau. Nếu nó lớn bằng 1,7 thì lúc đấy mới là liên kết ion. Và để tránh cái việc mà ta phải học thuộc như thế, thực ra cũng không học thuộc được mà người ta cũng không yêu cầu. Thì đi thi nếu gặp cái dạng như này thì có thể người ta sẽ là gì cho em các cái độ điện bên cạnh để em xác định, nhưng nó rất mất thì giờ vì em cứ phải đi trừ từng tập một. Trong khi đó vì em chỉ cần nhìn phân biệt đâu là kim loại đâu phi kim phát thì ta sẽ nhận ra được ngay đấy là liên kết ion. Được chưa? Như vậy là chủ yếu dựa vào cái đấy nhá. Đặc điểm, ok nhỏ, đặc điểm này liên kết ion là liên kết vô hướng gạch chân. Bởi mục 2 ta học liên kết cộng hóa trị là liên kết có hướng. Như vậy, liên kết ion là liên kết vô hướng, không bão hòa và bền vững. Vô hướng, không bão hòa và bền vững. Vô hướng thì biết rồi, không bão hòa là gì? Một thằng điện tích dương có thể hút nhiều thằng điện tích âm cùng lúc. Vì sao? Ví dụ như La Chi là có một điện tích dương thì nó hút được với clo là một điện tích âm, không thể hút thêm được vì nó trung hòa điện rồi đúng không? Nhưng nếu ta dùng nhôm, nhôm là Al3 cộng, có nghĩa là nó có 3 điện tích dương đúng không? Thì nó có thể hút với gì? Với một thằng clo, hai thằng clo hoặc là một clo, một brom, một OH chẳng hạn. Nó có thể hút được với nhiều điện tích âm khác xung quanh. Có hiểu không? Đấy. Như vậy nó là không bão hòa, nó tùy thuộc vào cái giá trị điện tích nó mang lại. Nhưng thực tế ra thông thường nó chỉ có 3 điện tích dương thôi, vì kim loại là có 1, 2, 3 e lớp ngoài cùng mà đúng không? Thì nó chỉ cho 1, cho 2 hoặc cho 3 là cùng thôi đúng không? Đấy. Liên kết bền vững vì nó là lực hút tĩnh điện giữa ion dương với ion âm lên cái độ bền vững nó là khá lớn. Nó khác với liên kết cộng hóa trị và liên kết cho nhận sau này. Được chưa? Giống như kiểu em có hai điện tích trái dấu hút nhau ấy, thì nó hút chặt hơn rất là nhiều. Được chưa? Đấy, như vậy là vô hướng, không bão hòa và bền vững. Được chưa? Chốt lại, liên kết ion là liên kết giữa kim loại và phi kim. Kim loại và phi kim. Đó là liên kết vô hướng, không bão hòa và bền vững. Có hiệu độ âm điện của liên kết lớn bằng 1,7. Được chưa? Hai nhỏ, liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp e dùng chung. Gạch chân, cặp e dùng chung. Nó cũng liên kết nhưng là cặp e dùng chung. Khi đọc đến từ cặp e dùng chung này thì ta sẽ thấy nó khác biệt ngay với ion rồi. Ion là cho hẳn nhận hẳn. Thằng natri là vứt hẳn đi một e mà. Thằng clo là nhận thêm vào một e mà đúng không? Chính vì natri vứt đi hẳn một e nên nó mới thành ion dương. Còn clo nhận thêm một e trở thành ion âm đúng không? Như vậy một thằng vứt hẳn, một thằng cho hẳn, nhận hẳn. Còn liên kết cộng hóa trị là hai thằng carbon này nó dùng chung. Có nghĩa là tôi chẳng cho mà tôi cũng chẳng lấy được của ai. Hai thằng góp vào. Được chưa? Vấn đề là dùng chung thì phải góp vào bao nhiêu? Thì nguyên tắc để xác định số e góp vào thì phải dựa vào quy tắc bát tử. Chính là gì? Các nguyên tố luôn có xu hướng liên kết với nhau để tạo thành cấu hình bền vững. Mà cấu hình bền vững là 8e. Đúng không? Thế nếu em đang có 6 rồi mà em cần đến 8 thì em phải đi vay thằng khác hai cái đúng không? Thì gặp đúng cái thằng mà gì nó lại cũng đang thừa hai cái thì nó cho em vay được ạ. Đúng không? Đấy, hoặc nó đang thiếu hai cái thì thiếu thì nó không thể cho em vay được rồi, nó thừa thì nó cho em vay. Điều kiện hình thành này. Các nguyên tử giống nhau hoặc gần giống nhau liên kết với nhau bằng cách góp chung các e vân vân. Nhưng chủ yếu đến 90 gần 99%. Vì theo chương trình cũ trước đây thì là 100% luôn.
Nhưng theo chương trình mới thì nó đẻ ra một cái đó là lớn hơn 0,4. Hiệu độ âm điện lớn hơn 0,4, nhỏ hơn 1,7. Thì cái chỗ 0,4 ấy thì thỉnh thoảng lắm mới gặp được một nguyên tố có cái hiệu độ âm điện lớn mức 0,4 nhá. Như em truyền ghi là gì? Dưới cái chiếc cặp e dùng chung ấy, phi kim cộng phi kim để dấu hiệu nhận biết nhanh. Phi kim cộng phi kim, cứ thấy hai phi kim liên kết với nhau thì đấy là cộng hóa trị, được chưa? Do đó em nhìn cái ví dụ ở dưới mà xem, ở dấu cộng thứ nhất ấy, người ta toàn lấy ví dụ phi kim thôi. Clo, hydro, nitơ, HCl, H2O toàn là phi kim cả, đúng không? Được chưa? Nói cái phân loại luôn này. Khi phi kim với phi kim thì là cộng hóa trị. Vẫn ở đấy, vẫn ở trang đấy. Hai phi kim giống nhau thì sẽ là cộng hóa trị không phân cực. Hai phi kim giống nhau là gì? Clo, hydro, nitơ. Có là H với H, N với N đúng không? Clo với clo đúng không? Thì đấy là cộng hóa trị không phân cực. Tức là sao? Hai thằng này vai trò như nhau, cùng bỏ ala e như nhau, lực mạnh yếu như nhau, nên cái cặp e dùng chung nó sẽ làm chính giữa, nên người ta gọi là không phân cực. Còn HCl thì là hai phi kim khác nhau, clo có độ âm điện lớn hơn hay nó mạnh hơn, tính phi kim clo mạnh hơn hydro mà, đúng không? Thì cái cặp e dùng chung lệch về phía phía clo, người ta gọi là cộng hóa trị phân cực. Cặp e dùng chung mà bị lệch về một phía thì gọi là phân cực, còn nó nằm chính giữa cân đối hai bên thì gọi là không phân cực. Hay nói khác là ví dụ hai clo mà liên kết với nhau thì nó bỏ ra cùng một e, gọi là tôi bỏ một anh bỏ một, đúng không? Nhưng HCl cùng là bỏ một ra anh, mà thằng kia là to khỏe hơn thì nó chiếm ưu thế hơn, đúng không? Được chưa? Đấy. Nhớ là cái mẹo để nhận biết này nhá. Phi kim thì là cộng hóa trị, phi kim giống nhau là không phân cực, phi kim khác nhau thì là phân cực. Còn nếu dựa vào độ âm điện thì gì? Delta lớn bằng 0,4. 0,4 nhỏ bằng delta này, nhỏ hơn 1,7 thì là cộng hóa trị. Được chưa? Bây giờ nhìn nhá. Cho ví dụ về cách tạo ra liên kết cộng hóa trị, không biết trang bên có không? Rồi đây. Sang trang bên luôn. Bản chất là sự góp chung các cặp e, gạch chân góp chung các cặp e. Bản chất là góp chung các cặp e. Phân loại là gồm có cộng hóa trị có cực và không cực. Gạch chân thì cộng hóa trị có cực và không cực. Ta vừa giải thích rồi. Khi cặp e dùng chung phân bố đối xứng hay là chính giữa thì là không cực. Còn nó lệch về một phía thì là có cực, đúng không? Như vậy, gạch chân từ phân bố đối xứng này và gạch chân từ bị hút lệch này, lệch được chưa? Phân bố đối xứng thì là không cực, bị hút lệch thì là có cực. Bây giờ ta mới nhìn ví dụ này, ta xét nguyên tử hydro đi, là phân tử hydro có 2H đúng không? Em nhìn cái công thức thứ ba ấy, H chấm chấm H ấy. Ở đây nhìn hai này, nhìn vào đây này, nhìn vào đây. H là ở gì? Có một e lớp ngoài cùng đúng không? Để tạo thành cấu hình bền vững của heli thì nó phải kết hợp thêm với một thằng H nữa, cũng có một e, hai thằng này dùng chung. Thì người ta sẽ vẽ các vòng liên kết như này. Đấy. Thì có phải là H này xung quanh nó bây giờ đang có hai e chưa? Bền vững. H này hai e chưa? Bền vững. Thì đây được gọi là e dùng chung. Vì hai thằng này vai trò như nhau, lên cặp e dùng chung là phân bố đều ở chính giữa, nên là không phân cực. Và cứ mỗi một cặp e dùng chung này, người ta đại diện bởi một gạch liên kết, gọi là vạch liên kết của nó. Đây chính là vạch. Nên bình thường trước đây ta học, có thể nhiều khi ta gặp thấy người ta viết các nguyên tố cứ vạch vạch sang ấy, hoặc em nhìn nhiều sách thì thấy vạch sang ấy. Thì đấy chính là thể hiện là e dùng chung nó, được chưa? Ví dụ khác nhé, ta lấy oxy đi. Oxy là nhóm mấy? Oxy nhóm mấy? Cái bằng tuần hoàn số lại hai. Oxy là số mấy? Z bằng 6. 6 thì nó ở nhóm 6A đúng không? Đúng chưa? Oxy phải là ở nhóm 6A. Thế thì nó có 6 e lớp ngoài cùng đúng không? Thế nó cần thêm mấy e nữa? 2 e, nhìn đi. Cần thêm 2 e này, chấm 2 e đây nhá.
Em vẫn phải chấm đủ 6e cho nó. Xung quanh nó đang có 6e mà đúng không? Nhưng nó chỉ cần 2e thôi, cần thêm 2e thì ta phải chấm 2e phía trước để ta tạo thành liên kết. Có nghĩa là bọn này nó dùng chung hai cái còn bốn cái nó vẫn cất đi đằng sau. Được chưa? Thế thì vòng liên kết của mình này, cứ vòng liên kết phải đủ 8e. Đấy. Có nghĩa là nó có 6 nhưng vì thiếu 2 nên tôi chỉ đi góp hai thằng dùng chung thôi chứ không tôi góp cả 6 thằng này ra. Được chưa? Như vậy là công thức cấu tạo của oxy đây. Mỗi một cặp E là một vạch mà thì hai cặp E là hai vạch. Thì hiểu cách vẽ liên kết chưa? Và nó vẫn ở chính giữa. Như vậy ở trên này gọi là công thức cấu tạo E hay công thức E, còn ở dưới là công thức cấu tạo. Nhá, hai tên gọi khác nhau nhé, công thức E và công thức cấu tạo nhé. Đấy. Thế tương tự như vậy ta nhìn cái HCl. Đây. H có một E lớp ngoài cùng. Clo là nhóm 7. 7A thì có 7 E lớp ngoài cùng, như vậy nó đang cần thêm một cái nữa đúng không? Đánh dấu thì khác đi. Như vậy xung quanh nó phải là đủ 7 vạn chấm này đúng không? Thế thì coi là hydro chỉ cần có hai thôi, khoanh hai cái. Clo đủ 8 chưa? 2 4 6 8. Được chưa? Thì công thức cấu tạo là HCl. Được chưa? Nếu vẽ đúng ra thì phải vẽ cái cặp E dùng chung này này lệch về phía clo. Được chưa? Nhưng khi làm bài nếu yêu cầu vẽ thì người ta cũng không bắt bẻ bọn em là phải vẽ lệch hay không. Còn đây trong này phải vẽ lệch hẳn ra rồi. Được chưa? Bởi sao nó lại cộng hóa trị phân cực thì cặp E dùng chung phải lệch về phía thằng phi kim mạnh. Cứ nhớ nhá, E dùng chung thì lệch về phía phi kim mạnh. Được chưa? Nhưng khi vẽ này thì không yêu cầu em phải vẽ lệch chính xác như thế. Nhưng phải hiểu cách khoanh vòng tròn như nào cho đúng. Được chưa? Đấy. Xong nhá. Tiếp tục này, lát nữa ta sẽ vẽ cái đấy sau. Sự lai hóa orbital này, cái này nghe lướt qua thôi. Vì lai hóa orbital là trong chương trình cơ bản thì bỏ rồi, chỉ có chương trình nâng cao cả trường chuyên thì học. Ta có lai hóa SP, còn nhớ orbital S không? Nhìn trong này đi. Orbital S là dạng hình cầu. Cộng với orbital B là dạng hình số 8 nổi như này. Được chưa? Thì lai hóa orbital P cả S thì sẽ tạo ra cái dạng như này. Đấy. Chính là S và B trộn nhau ra đây. Đấy. Tiếp tục là gì? Đây là SP2, có nghĩa là một thằng S và hai thằng P đúng không? Một S và hai P, một cầu và hai cái hình số 8 nổi thì ra cái hình này. Lát nữa em chỉ cần nhìn hình này là em chọn được rồi. Em chỉ cần nhìn cái nhớ cái dạng hình của nó thôi. SP thì là cái hình gì? Nằm ngang này. SP2 là hình tam giác này. SP3 là có bốn cái. Được chưa? Là 3B và 1S. Thì lát nữa ta sẽ chọn được ngay. Thấy chưa? Đấy. Chỉ cần nhìn hình để chọn thôi. Ok nhá. Để xong lai hóa. Tiếp. Một mục cũng quan trọng này. Sự tạo thành liên kết cộng hóa trị. Liên kết đơn, bắt đầu ta học khái niệm liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba và ba cái khái niệm liên kết đơn, đôi, ba này thì đi với em đến tận lớp 12 thi đại học. Liên kết đơn là do sự hình thành của gì? Sen phủ trục của orbital. Các liên kết đơn sigma thường rất bền vững vân vân. Em hiểu đơn giản, liên kết đơn sigma chính là do mỗi thằng bỏ ra một e dùng chung. Đúng không? Và được biểu diễn bởi một vạch. Như vậy là chỉ cần gì? Một e, một cặp e dùng chung đi thêm vào. Một cặp e dùng chung. Chứ bây giờ động đến sen phủ orbital nó cũng khó hiểu ra. Được chưa? Liên kết đơn là do các nguyên tử bỏ ra một e dùng chung thì tạo thành cặp e dùng chung. Còn nếu dùng khái niệm sen phủ orbital thì ta có này, sen phủ của S và P. Vẽ hình như này. Thì cái phần này gọi là liên kết đơn sigma S và P này. 2P với nhau này. Đó. 2S với nhau. Thì đấy chính là liên kết đơn sigma. Được chưa? Ta có ba cái loại hình thức như này. Orbital S và P. P và P và S và S, người ta gọi đây là sen phủ dọc trục. Em nhìn cái hình vẽ của mình ý. Hình vẽ mình tất cả trục nó đều nằm ngang mà đúng không? Thì tất cả các thằng này đều liên kết theo trục nằm ngang thì gọi là sen phủ dọc trục. Mà sen phủ dọc trục thì sẽ là liên kết đơn sigma. Sau này ta còn có sen phủ gì song song hai trục với nhau.
chính là hai thằng P song song với nhau thì tạo thành liên kết pi, chính là liên kết đôi dưới, được chưa? Như vậy liên kết đơn là được gọi là liên kết sigma, nhớ đọc cái chữ này là liên kết sigma nhé, được chưa? Liên kết đơn sigma được biểu diễn bởi một vạch và nó là một cặp e dùng chung. Sang liên kết đôi này bao gồm một sigma và một sen phủ trục, do sen phủ trục và một liên kết pi hình thành do sen phủ bên của các orbital. Vẽ trước cho em xem cái hình sen phủ bên nhé. Cái sen phủ bên này vẽ hơi khó tí. Sen phủ bên là nó sen phủ như này. Đấy. Có nghĩa cái trục của hai orbital này nó như này đúng không? Thì nó sen phủ song song trục. Còn sigma là sen phủ dọc trục. Được chưa? Đấy. Cái trục của nó như này. Thì riêng ông sen phủ pi, liên kết pi này thì là sen phủ song song này. Đấy. Thì em chỉ cần nhớ hình thôi, vì đến lúc làm bài tập này nhìn phát là mình biết ngay nó là sen phủ gì. Được chưa? Như vậy liên kết đôi thì bằng gì? Một sigma cộng một pi. Khi vào đây là đây là nhìn liên kết đôi thì bằng một sigma cộng một pi và được biểu diễn bởi hai vạch. Ví dụ như oxy vừa rồi là cần gì? Hai cặp e dùng chung, đấy là hai e đúng không? Cần thêm hai e, nó ở nhóm 6A mà. Cần thêm hai e có phải là nó bỏ ra dùng chung hai e không? Thì tạo thành hai cặp dùng chung, hai cặp dùng chung này được biểu diễn bởi hai vạch đúng không? Thì đấy là liên kết đôi. Được chưa? Tương tự liên kết 3. Liên kết 3 hay còn gọi là bội 3 thì sẽ bằng một sigma cộng với 2 pi. Mà điển hình nhất chính là phân tử Litter. Litter đang ở nhóm 5 đúng không? Có 5 e lớp ngoài cùng, nhìn nhá. Litter ở nhóm 5 có 5 e lớp ngoài cùng thì cần thêm 3 e nữa đúng không? Nó có 5 e lớp ngoài cùng mà. Đúng không? Thì cần thêm bao nhiêu e thì em phải chấm cho phía trước, còn các cái còn lại thừa thì vứt đằng sau. Thoải là vòng liên kết của nó như này không? Đấy, đúng không? Thì ba cặp e dùng chung được biểu diễn bởi ba vạch thì đây là liên kết bội 3. Hiểu chưa? Đấy, như vậy ta có ba loại liên kết là liên kết đơn sigma, liên kết đôi và liên kết 3. À, được chưa? Ok tiếp nhá. Mấy phần chú ý ở dưới thì đọc nhá. Ta vừa giải thích ở trên rồi mà, liên kết sigma, liên kết pi thôi giải thích trên rồi. Được chưa? Đấy là xong nội dung của bài liên kết. Mục 4 La Mã là hóa trị. Hóa trị này xác định sau, bởi vì ta sẽ học ghép luôn với cái chương oxy hóa khử. Hóa trị cực quan trọng luôn, vì em có xác định được hóa trị và số oxy hóa thì em mới xác định số oxy hóa khử, nên là tính theo. Tiếp tục sang trang sau, trang 4 đào hết các loại liên kết này. Các phần chính xong rồi đấy. Liên kết kim loại. Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa nguyên tử và ion kim loại trong mạng tinh thể do sự tham gia của các e tự do. Như vậy, liên kết kim loại là liên kết giữa các gì? Các ion kim loại và e tự do, đúng không? Gạch chân. Ion kim loại và e tự do. Được chưa? Cứ nhớ là liên kết kim loại thì phải tồn tại trong kim loại, không thể trong phi kim được rồi, đúng không? Và bản chất của nó là giữa nguyên tử ion kim loại và e tự do. E tự do ở đâu ra? Ở trong chính khối chất. Vì sao? Trong kim loại thì các e có thể gì? Di chuyển đi tự do ở trong khối chất, đúng không? Chính vì khả năng di chuyển tự do đấy nên là mình có khả năng dẫn điện. Như vậy, cái dòng gạch đầu dòng thứ 3, các kim loại dẫn điện, dẫn nhiệt, có tính dẻo ánh kim. Tóm lại đây gọi là tính chất vật lý của kim loại không? Thì tất cả các tính chất vật lý nhé, tính chất vật lý của kim loại thì đều do e tự do quyết định. Do e tự do quyết định. Như vậy nếu có câu nào bắt giải thích, hoặc là người ta bảo là vì sao kim loại có tính dẫn điện tốt ấy, cứ tìm đáp án nào có chữ e tự do mà chọn. Được chưa? Tất cả tính chất vật lý của nó thì đều do e tự do gây ra. Được chưa? Đấy là liên kết kim loại. Tiếp theo, liên kết hydro. Cái này sau này sẽ học chính ở trong chương trình lớp 11 và lớp 12. Ta chỉ xem khái niệm thôi.
là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa nguyên tử hydro. Trong liên kết phân cực giữa nguyên tử có độ âm điện lớn của phân tử này với nguyên tử có độ âm điện lớn của phân tử khác, liên kết hydro thường là giữa oxy và hydro. Đi luôn đi. Thường là giữa oxy và hydro. Chứ đọc cái định nghĩa em thấy khó hiểu rồi đúng không? Thường giữa oxy và hydro. Được chưa? Bởi bản thân nó là liên kết hydro, cái tên của nó thì đã phải phải có nó rồi còn gì đúng không? Và cái H này thường đi ghép với O. Nên em nhìn thấy cả ba ví dụ kìa, đều toàn H với O thôi đúng không? Liên kết hydro được biểu diễn bởi ba chấm. Được biểu diễn bởi ba cái dấu chấm. Đừng có chấm quá nhé. Được biểu diễn bởi ba chấm. Cái chân ở đặc điểm là liên kết kém bền. Chính vì nó kém bền nên nó không đủ để tạo ra một vạch ý, mà nó chỉ gọi là đại diện cho một kiểu lét liền lét đứt ý, đúng không? Nên người ta dùng cái ba chấm để thể hiện nó là liên kết kém bền. Được chưa? Tiếp này. Ghi thêm nhé. Chất nào có liên kết hydro? Chất có liên kết hydro thì dễ tan. Tính chất đấy, dễ tan và có nhiệt độ sôi cao. Chất mà có liên kết hydro thì dễ tan và có nhiệt độ sôi cao. Đấy là dấu hiệu để nhận biết và so sánh. Nếu người ta hỏi là so sánh xem chất nào có nhiệt độ sôi cao hơn, nó cho khoảng 3 4 chất ấy, nó hỏi chất nào nhiệt độ sôi cao hơn thì cứ tìm thằng nào có liên kết hydro mà chọn. Được chưa? Mà muốn nhìn thằng nào có liên kết hydro sao? Cứ thằng nào có chữ O mới H ấy thì thường sẽ có liên kết hydro. Đúng không? Đấy. Chủ yếu là gì? Nước này, rượu này, ở trên nó nhìn đấy, axit này. Đấy. Nhựa gạch chân này, nước, một số chất có liên kết hydro ấy, nước, rượu, axit. Được chưa? Ba cái đầu tiên thôi. Axit vô cơ nữa, bốn cái đầu tiên đi. Chủ yếu em sẽ gặp bốn cái đầu tiên là nước, rượu, axit carboxylic, axit hữu cơ nhá. Và axit vô cơ. Axit vô cơ mà chứa oxy có phải là gì? H2S4, H2O3. Được chưa? Thì đấy là khái niệm của liên kết hydro. Nhưng nhớ rằng nó đang không phải là phần chính của mình đâu, phần chính của mình là liên kết cộng hóa trị. Được chưa? Liên kết cộng hóa trị, liên kết ion và liên kết sigma, liên kết đôi, liên kết ba. Đấy mới là phần chính. Phần này chỉ thỉnh thoảng có câu vào thôi. Được chưa? Sang liên kết cho nhận. Liên kết cho nhận là liên kết được hình thành bởi cặp E hóa trị chưa tham gia liên kết. Cặp E hóa trị chưa tham gia liên kết với orbital trống. Với orbital trống, AO là orbital đấy. Viết tiếng Anh gọi orbital. Có nghĩa là gì? Lúc ấy ta còn nhớ ví dụ nguyên tử liter không? Nó có 5 e lớp ngoài cùng đúng không? Nó chỉ đưa 3 e ra phía trước, nó vẫn còn 2 e ở ngoài đằng sau đúng không? Thì liên kết cho nhận là xảy ra so với thằng 2 e đấy, cất đi đấy. Được chưa? Thằng 2 e đấy cất đi lại gặp đúng một thằng có orbital lại chẳng có e nào. Thế là thôi là sang luôn. Được chưa? Đấy gọi là liên kết cho nhận. Và liên kết cho nhận cực khó. Cực khó luôn. Vì em làm sao biết được thằng nào có liên kết cho nhận? Chỉ có làm bài tập nhiều em biết là thằng nào cho nhận thôi. Còn nhìn cấu hình E của em rất khó để xác định. Được chưa? Như vậy, thông thường liên kết cho nhận chỉ dành cho câu lấy điểm 10. Nếu ở các lớp cơ bản có thi thì lấy điểm 10. Còn đâu là chỉ dành cho các trường chuyên, lớp chuyên hóa thôi. Được chưa? Đấy. Tiếp. Cơ sở phân loại liên kết. Bây giờ mọi người nhìn vào cái độ âm điện trước. Ta vừa bảo rồi. Cho liên kết giữa hai nguyên tử AB thì A có độ âm điện là XA, B có độ âm điện XB. Thì hiệu độ âm điện là em lấy hai thằng trừ nhau, thằng nào trừ nhau cũng được, cứ miễn lấy thằng lớn trừ thằng nhỏ. Thì nếu nhỏ hơn 0,4 thì sẽ là không cực. Từ 0,4 đến 1,7 là có cực và lớn 1,7 là ion. Đúng chưa? Cái này nữa vừa nói rồi. Tuy nhiên để làm được cái này thì lại phải biết được độ âm điện của từng thằng và phải trừ đi rất là ngoằng và em phải nhớ số này. Thì vừa dạy một mẹo rồi là gì? Cứ kim loại với kim loại, à kim loại với phi kim thì là liên kết ion. Kim loại với kim loại thì là liên kết kim loại. Phi kim với phi kim thì là cộng hóa trị đúng không?
phi kim giống nhau thì là không cực, khác nhau là phân cực, chính là cái gạch đầu dòng đầu tiên ấy, hiểu chưa? Nhớ cái đấy nhá. Thử bài tập này.